Muốn lấy tiền con à? Tin. Nhưng cứ đưa ra đây có mất mát gì đâu. Đây là bộ tứ bảo trong giới sưu tập đồng hồ, mà con phải kỳ công lắm mới có được đấy. Và điều quan trọng nhất là gì? Là các chi tiết thiết kế vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Thế thì làm giả thế đấy. Thế thì tốt quá. Nhưng cứ để trong cái kiểm tra, không mất mát gì hết. Cái này là thật. Cái này cũng là thật, thưa ông. Tất nhiên. Thưa ông, cái này là giả. Giả thế nào được? Ông thấy tôi có phá mõm không? Đấy, đây là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đồng hồ của Việt Nam, cho nên bố đã phải mời về đây, không được hôn. Chiếc kim kê này được chế tác hoàn hảo từ máy móc, chất liệu đến từng chi tiết. Duy chỉ có đôi mắt của kim kê, viên ngọc làm ra mắt là giả. Vì vậy, nó không thể làm thật, thưa bà. Bấm nát rồi. Bố đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mày không chịu nghe. Cứ đi tin người ngoài. Và bây giờ thì sấp mặt. Thấy chưa? Chuyến bay vẫn rời đi đúng giờ chứ? Để ý xung quanh nhà nó. Nếu chưa có động tĩnh gì, nghĩa là vẫn ok. Mẹ kiếp, mấy giờ rồi? Mày bao nhiêu? Chó! Tao cho mày hai đứa chó! Thôi! Thằng mang thằng xếp chó má của mày về đây! Hai! Thằng vĩnh viễn được coi mày đi! Gia đình là thứ tồn tại duy nhất! Tất cả những thứ khác có hay không? Không quan trọng! Sân bay cầu quốc tế. Mày bay hơi sớm đấy. Một là ngồi im, hai là vỡ sọ. Mày có muốn nói gì nữa không? Sao không biết được đi nước bước của tôi? Mày còn vừa mơ gọi à? Mày lừa của bố cái đồng hồ 20 tỷ đấy con chó ạ. Mày có tin bây giờ chỉ với 16.5 tỷ thôi, tao đã cho mày tạm giam 2 năm được không? Lúc nào con cũng nóng nảy. Chính vì sự nóng nảy mất bình tĩnh của con, nó đã tạo điều kiện chúng ta lừa lọc con đấy. Bố nói con nhiều lần rồi, chúng ta là doanh nhân. Vâng, doanh nhân khi tức giận đi ngủ đúng chưa? Không phải. Trước khi làm việc gì phải tính toán cẩn thận, chính xác. Chính xác như cái đồng hồ ấy. Đừng nói nhiều. Muốn chém muốn gì thì ra đây. Cảm ơn, giả nó đi. Bố nói cho con biết, trong cuộc đời điều bố tôn trọng nhất đó chính là giá trị thật. Còn bây giờ đứng dậy đi theo bố. Đến đi Xuân, mang tất cả đồng hồ con đến đây kiểm tra. Cái nào giả vứt tất.
Nếu nhìn sơ qua không ai phát hiện được thì những chi tiết làm rất giống. Hey!